Liên đoàn bóng đá Iraq vừa ký hợp đồng với huấn luyện viên Zlatko Katanec. Việc bổ nhiệm chiến lược gia người Slovenia dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này với tham vọng chinh phục cúp châu Á Asian Cup 2019. Zlatko Katanec, 55 tuổi, từng là cầu thủ của đội tuyển Nam Tư dự Thế vận hội năm 1984-1988, Euro năm 1984 và World Cup năm 1990. Ông từng là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Slovenia, giúp đội bóng này lần đầu tiên dự World Cup năm 2002 tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhà vô địch Asian Cup 2007 sẽ mở đầu chiến dịch chinh phục Asian Cup 2019 bằng trận đấu với tuyển Việt Nam vào ngày 8 tháng 1 năm 2019. Không chỉ thua trắng 4 bàn trước FLC Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An còn bị tổn hại về lực lượng khi Xuân Mạnh và Văn Đức cùng phải rời sân sớm. Bởi bộ đôi này vừa phải căng sức sau ASEAN 2018, đồng thời họ có quá ít thời gian để nghỉ ngơi, cụ thể là chỉ 3 ngày. Trong trận đấu gặp FLC Thanh Hóa, Văn Đức đã thi đấu mờ nhạt bởi do thể lực không đảm bảo và được huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng rút ra khỏi sân sau hơn 1 giờ thi đấu. Trong khi đó, tình hình của Xuân Mạnh lại nghiêm trọng hơn. Theo chẩn đoán của đội ngũ bác sĩ, Xuân Mạnh bị rạn xương mát và sẽ phải nghỉ thi đấu 1 tháng. Ở chung kết Carabao Cup lẫn FA Cup mùa trước, công nghệ VAR đã được thử nghiệm, tuy nhiên ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh vẫn chưa đưa vào sử dụng cho giải đấu của họ. Tuy nhiên, phát biểu mới đây của một quan chức giải, công nghệ video này sẽ được thử nghiệm ở một số trận đấu. Người điều hành thử nghiệm sẽ là cựu trọng tài Mike Jones và Neil Swarbrick. Ở World Cup vừa qua, khán giả bóng đá và đa số các đội đều không phàn nàn nhiều về công nghệ VAR, chứng tỏ sự xuất hiện của công nghệ này là thích hợp cho các trận đấu. Đặc biệt là những sai sót ở 4 vòng vừa qua của giải Ngoại hạng Anh đã khiến người hâm mộ cho rằng nên sớm áp dụng VAR cho giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh này. Nhóm các huấn luyện viên như Jose Mourinho, Massimiliano Allegri, Julen Lopetegui, Carlo Ancelotti khi có mặt tại Thụy Sĩ đã gửi kiến nghị lên Liên đoàn bóng đá châu Âu về việc điều chỉnh lại luật bàn thắng sân khách ở các giải đấu như Champions League và Europa League. Những huấn luyện viên này hiện đang dẫn dắt các câu lạc bộ lớn nhất châu Âu lẫn thế giới đều cho rằng luật này hiện đã lỗi thời và không phù hợp với bóng đá hiện đại. Họ cho rằng ghi bàn trên sân khách hiện không quá khó như trong quá khứ với lối chơi hiện tại và khoảng cách thực lực giữa các đội bóng ở châu Âu cũng không còn quá lớn. Tuy nhiên, hiện UEFA vẫn chưa đưa ra bình luận về đề nghị trên.